Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đồng hành hát bài Tây Du Ký. Đây là một tác phẩm rất nổi tiếng và kinh điển của Trung Quốc, giọng của ông Ngô Thừa Ân. Và tôi là Lê Anh Dũng. Chúng ta hôm nay trong vòng 30 phút cùng nhau học hát bài này. Đây là một bài hát không khó, chỉ thực tế là nó khoảng 10 câu thôi. Chia ra làm hai đoạn và một đoạn điệp khúc. Hát đoạn 1 xong chúng ta hát điệp khúc, đoạn 2 xong chúng ta lại hát điệp khúc. Thế là xong. Đấy, thì cái bài hát này nó cũng rất là đơn giản nhưng mà chúng ta phải tập trung thì chúng ta mới hát được. Khi mà chúng ta 30 phút chúng ta đã hát, đã biết hát rồi hoặc là biết các cái câu chữ rồi ấy, thì chúng ta nên mở YouTube là đánh cái bài là Xin hỏi đường ở nơi đâu của Tưởng Đại Vĩ. Ông Tưởng Đại Vĩ là cái ông này là người thể hiện cái ca khúc này thành công nhất của thế giới của Trung Quốc. Rất là hay thì chúng ta hát để bắt chước các cái giai điệu của ông ấy thôi. Đấy, sau đó là chúng ta cứ hát đi hát lại nhiều lần thì chúng ta sẽ thuộc bài này. Đấy, khi đó thì chúng ta có thể đi hát ở các bữa tiệc sinh nhật hay là các cái bữa tiệc đám cưới hay hoặc là karaoke thì tất cả mọi người nghe bài hát này của từ các bạn sẽ rất là nể các bạn. Đấy, rất là ngưỡng mộ đấy. Cho nên là các bạn cố gắng chịu khó học trong vòng một tuần là chúng ta có thể đi cầm micro thể hiện được rồi. Chúc các bạn thành công. Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân, giáo viên Lê Anh Dũng. Chúng ta bắt đầu hát cái câu đầu tiên. Câu đầu tiên đây cũng chính là cái tựa đề của bài hát này. Thì ở đây chúng ta là có bốn bốn dòng. Thì các bạn thấy là tiếng Trung Quốc phồn thể, sau đó là tiếng Trung Quốc phiên âm Latin. Còn cái dòng thứ ba là cái dòng của tôi, tức là phiên âm để chúng ta hát theo tiếng Việt, và dòng cuối cùng đó là phiên âm bằng tiếng Việt. Đấy, chúng ta quy ước với nhau như vậy. Câu này có nghĩa là cản quân lưu trai hứa phàng, cản quân lưu trai hứa phàng. Thì cản đây tức là theo kiểu một cái từ cảm thán, còn quân đây tức là vấn, vấn tức là hỏi, tức là xin hỏi. Thì cản quân này nó cũng tương đương với từ chỉnh quân, tức là xin hỏi. Lưu tức là lộ, là đường, xin hỏi đường. Trai là ở. Hứa phàng tức là nó giống như sấn mất ti phàng. Phàng đây á là phương, sấn mất ti phàng là phương nào. Thì cản quân lưu trai hứa phàng tức là xin hỏi đường ở nơi đâu. Thì chúng ta cố gắng bám theo cái chữ này là phiên âm Latin là rất là tốt, nếu quen được bản chữ này học rất là tốt, còn nếu mà chưa quen thì chúng ta có thể hát theo cái tiếng như là của tôi là phiên âm ra tiếng Việt này, cản quân lưu trai hứa phàng. Đây là toàn bộ bài hát này. Chúng ta qua qua trang thứ hai này thì đây là toàn bộ bài hát. À, toàn bộ bài hát thì bằng chữ Trung phồn thể đây, thì tôi cũng đọc lược một lần thôi để cho các bạn nhận mặt chữ, chứ tí nữa thì chúng ta cũng học theo cái phiên âm của Latin cũng như là phiên âm tiếng Việt thì nó sẽ dễ hơn. Cản quân lưu trai hứa phàng, đi theo chơi than của trên chơi bà, in lái rư chu sung chậu quan xà, thà bính khẳng cưa sấn tà táo, tâu ba chèn chèn dầu chu pha, dầu chu pha. La 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 la. Y phán phán chân chiêu tung xẻ, y chẳng chẳng xoan thẻn cu lạ, cạn quân lưu chạy hứa phang lưu chạy 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 nỉ théo chưa tan của chạy chưa mã phản sáng sư xoay lẻ chuyên xoan họa phần duyên lấy tên rẫn chư trá y lũ hảo cưa sẻng thiên gia sẻng thiên gia. Thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là cái câu đầu này này của đoạn 1 và câu đầu đoạn 2 nó giống nhau, thế chúng ta lãi được một câu. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái đầu đề này cản quân lưu trai hứa phàng thì nó cũng sẽ lắp lại cái chỗ điệp khúc này, cho nên chúng ta lại lại thêm một câu nữa. Cho nên thực tế trong này chúng ta trừ đi hai câu thì cũng không còn bao nhiêu ha, còn cái này là hát lại thôi. Đấy. Cho nên là các bạn nhận cái mặt chữ như thế. Đấy, như thế là trong nào là bốn câu này. Đây là bốn câu này, đây bốn câu là 12 câu thì còn có 10 câu thôi.
thì riêng cái câu la 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 này thì cũng không phải nhớ. Đấy, thì còn có 9 câu. Đấy, các bạn nhé. Chúng ta học câu thứ nhất. Nỉ théo chưa tan, ủa chen chưa mã. Nỉ đây tức là anh. Théo tức là gánh, gánh gồng. Tan là cái đòn gánh. Chơ tan, chơ thì nó là trợ từ của cái từ tan này thôi. Đấy, là chơ, nhưng mà trong hát thì người ta đọc chưa, chưa. Chưa tan. Nỉ théo chưa tan. Tức là anh quẩy gánh. Ủa, ủa là tôi. Chen, chen tức là chăn dắt. Mã tức là ngựa. Chưa mã là con ngựa này. Là trợ từ của từ mã. Thì, ủa chen chưa mã tức là tôi dắt ngựa. Đấy, nỉ théo chưa tan. Ủa chen chưa mã là anh thì quẩy gánh, tôi dắt ngựa. Thì trong Tây Du Ký thì chúng ta thấy cái người mà gồng gánh đó chính là Sa Tăng, và tôi mà dắt ngựa là Trương Bát Giới. Hay chúng ta hát bài này, câu này. Nỉ theo chưa tan, ủa chen chưa mã. Thì tôi sẽ viết xuống dưới này, để tí là hát câu 2 tôi lại viết tiếp dưới này, thì chúng ta lại hát hát một câu một, xong hai câu một, xong ba câu một, xong bốn câu một là ra một đoạn nhá. Chúng ta hát lại. Nỉ theo chưa tan, ủa chen chưa mà. Chúng ta học tiếp câu thứ hai. Tình lại rước chú xuống châu quan xiên. Tình lại, tình tức là nghinh, là nghênh tiếp. Lái tức là đến, là tình lái tức là đón chào, chào đón. Rư, rư tức là Nhật. Trong từ rư bận tức là Nhật Bản. Rư tức là Nhật, tức là ngày. Chu, chu tức là nằm trong cái từ chu pha, tức là xuất phát đấy. Thì đây nó gọi là nghinh lái nhật xuất, có nghĩa rằng là chào đón ngày mới. Sung chẩu quan xạ, sung đây có nghĩa là tống, là tống tiễn. Chẩu đây là chẩu tức là tàu đó, là biến đi. Quan xạ, quản xạ, quản đây tức là vãn, vãn tức là có nghĩa rằng là hạ, là chiều tà đấy. Xe, xe tức là hạ. Đấy, tức là tống tiễn chiều tà, thì đây có nghĩa là đón ngày mới và tiễn ngày đi. Chúng ta lại. Ình lại rước chú xuống châu quan xia. Chúng ta hát lại hai câu đầu. Nỉ theo chưa tan, ủa chen chưa mang. Ình lại rước chú xuống châu quan xia. Chúng ta học tiếp câu thứ ba. Thả ping khan khưa sơn ta tao. Từ tha ping, tha tức là đạp, tả là đánh, tha ta là đạp. Ping, ping tức là bình, là bằng, tức là đạp bằng, tha ping là đạp bằng. Cản khưa có nghĩa là những cái cản trở, tức là đạp bằng những cái cản trở mà khi trên đường đi lấy kinh ấy. Sấn ta táo, sấn tức là thành, sấn cung tức là thành công, hoặc là tráng sấn tức là trường thành. Thì sấn này tức là thành, hoặc là sấn cung trong cái mã đáo thành công đó. Ta tức là đại, là lớn. Trong từ ta dẫn tức là đại nhân, còn táo đây là đạo, đạo tức là đường lớn, sẽ thành con đường lớn. Đấy, chúng ta đạp bằng mọi chông gai thì sẽ thành con đường lớn. Như chúng ta biết rằng là từ xưa khi mà khai sinh lập địa thì toàn núi rừng, đồi núi rồi những là cây cỏ thôi, làm gì có đường đi. Thế người ta bắt đầu, người ta với những người mà thời cổ đó, bắt đầu người ta mới đi trên rừng, là người ta đi dần thì mới ra một con đường mòn. Thì đi đi suốt, đi mãi thì nó thành con đường lớn. Đấy, rồi về về sau này thành những cái đại lộ nữa cơ. Đấy, thì như thế là phải đạp bằng tất cả những cái cản trở trên đường đi thì mới có thể thành con đường lớn. Ở đây muốn nói là thầy trò Đường Tăng ấy là đi rất là gian khổ, rất là khó khăn nguy hiểm, nhưng mà người ta đã đạt được cái thành công.
là đạt cái thành công rất là to lớn trên con đường mà đi lấy kinh. Nên chúng ta hát câu này: Thà phinh khả khư sơn tà tao. Thì các bạn nhớ là khi mà vào cái câu này thì chúng ta ghi là đọc hát là chữ thà, chứ đừng chữ tha là thá là không vào được. Thà tức là giảm hẳn, lúc nãy là quan xia rất là cao thì xuống đây là thà phinh, rất là sấn ta táo. Thì sấn đây thì chúng ta hát tách ra với từ ta táo, thì sấn thì lúc mới đầu thì nó cao, về sau nó thấp một tí. Sơn sơn ta táo, chúng ta hát lại câu này: Thà phinh khan khưa sơn ta táo. Khản khưa này các bạn hát giống như là vừa vừa giống là chữ cờ, cờ mà vừa giống chữ khờ, khản khản chứ không phải là cản mà cũng không phải là khản. Chúng ta khản khưa hát đúng thì là rất là hay. Chúng ta hát lại ba câu đầu: Ni theo chư tăng ua trên chư mạng in lai rư chú sùng chú quán xia thà phinh khan khưa sơn tà tao. Chúng ta học tiếp câu thứ tư: Tâu bái chén xiang yêu dù chủ pha, yêu dù chủ pha. Tâu bà, tâu tức là đấu, đánh nhau, chiến đấu. Ba tức là bãi. Thì ở đây là tâu ba thì không phải là đấu xong, mà chúng là đánh tan. Đây chỉ là đánh tan, chứ không phải là đấu xong. Chén xiang, chen sẽ là hai cái từ ghép của cái từ gian nan, chen nan và xén chủy, tức là gian nan và nguy hiểm. Chen tức là từ gian nan mà xén thì từ nguy hiểm. Thì tâu pa chen sẻng tức là đánh tan mọi cái hiểm nguy. Dầu chu pha, dầu là chúng ta lại lên được, chu pha là xuất phát. Như lúc này chúng ta biết cái từ chu này là trong từ Nhật xuất rồi, rư chu. Thì chu pha này lại xuất phát, lại xuất phát. Đấy, tức là trên đường đi lấy kinh thì rất nhiều cái nguy hiểm, những là yêu quái rồi lũ lụt rồi cứ đói kém rồi. Đấy, nhưng mà xong tất cả mọi thứ đấy thì là họ lại lên đường và lại lên đường. Tàu bay trên sen yêu du chu pha, yêu du chu và chúng ta hát lại hết đoạn một: Ni theo chư tăng ua chén chư mà in lai rư chú sùng châu quán xia thà phinh khan khưa sơn tà tao. Tàu bay chén xiang yêu dấu chủ pha, yêu dấu chủ pha. Chúng ta vào điệp khúc: la 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 la. Thì các bạn theo chú ý các cái dấu của tôi đã đánh dưới này rồi, lúc nào là cao lúc nào là thấp này. La 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 la. Chúng ta học tiếp câu thứ hai trong điệp khúc: Ý phan phan chuẩn chiếu tung xa. Y phán tức là lặp lại, y phán phán tức là lặp đi lặp lại. Xuân chiêu tung xạ, xuân tức là mùa xuân, chiêu tức là mùa thu, tung tức là mùa đông và xia là hết xuân hạ thu đông thì là mấy năm trời mà, tức là các vị đi lấy kinh là mấy năm trời, cho nên cứ lắp đi lắp lại hết năm nọ sang năm kia, hết xuân hạ lại thu đông.
Y phan phan chuẩn chiếu tung xe. Khi mà hát thì chúng ta y phán phán nó là một một từ thôi, nhưng mà khi hát chúng ta tách ra là y phán, mà chữ phán đầu là hát rất là cao. Đấy. Phán chuân chiêu là chúng ta lại hát với nhau, chứ đúng ra là chuân chiêu tung xe với nhau, nhưng mà đây là chúng ta hát là y phán phán chuân chiêu tung xe. Đấy, đó là như vậy. Đấy, tôi đánh dấu phẩy dưới này rồi để chúng ta hát lại câu này. Y phán phán chuân chiêu tung xe. Chúng ta qua câu tiếp theo. Y chẳng chạm xuân then củ lạ. Y chẳng chạm tức là nó là cũng giống y như là cái, cũng lặp đi lặp lại như vậy đấy. Y chang tức là giống nhau, thì y chẳng chạm tức là lại cứ thế, cứ thế. Để xoan then củ lạ, thì xoan tức là chua, then ngọt, củ tức là đắng và là cay. Hết ngọt bùi lại đến đắng cay. Hết năm nọ đến năm kia. Ta hát lại câu này. Y chang chang xoan then củ lạ. Thì ở đây cũng như là câu trước thì cũng là tách cái từ y chang chang ra thành thành làm hai là y chang. Thì chữ chang đầu này thì hát rất là cao. Chang xoan then này thì hát cùng với nhau củ lạ. Thì chúng ta phải tách ra ba cái này thì chúng ta hát theo ông từ đại vĩ đấy. Thì chúng ta mới hát nó mới giống được. À, chứ chúng ta cứ y trắng chạc là không không được đâu. Xin hát lại hai câu của điệp khúc. Y phan phan chuẩn chiếu tung xe. Y chang chang xoan thiên khu là. Chúng ta học tiếp câu cuối cùng của điệp khúc. Cạn quần lũ chạy hứa phang, lũ chạy chèo xe. Cạn quần lũ chạy hứa phang thì như là đây là cái tựa đề của lúc nãy chúng ta đã nói, tức là xin hỏi đường ở nơi đâu. Lũ chạy chèo chèo thì lũ là lộ, chạy là ở, xe là dưới là hạ, chèo xe tức là cước hạ, có nghĩa rằng là ngay dưới chân mình, đường ngay dưới chân mình thôi. Chứ bây giờ đi tìm kinh, đi đi lấy kinh biết đường nào mà đi, cứ là cứ đi nó sẽ đến. Tất nhiên là cũng phải hỏi đấy, thấy cũng phải cạn quân lưu chạy hứa phang là đường ở nơi đâu, cũng phải hỏi hay là cứ đi hay là sẽ đến, sẽ thành công. Tôi hát lại à, câu này. Cạn quân lưu chạy hứa phang, lưu chạy chèo xe. Chúng ta hát lại ba câu của điệp khúc. Y phan phan chuẩn chiếu tung xe. Y chang chang xoan thiên khu là. Cạn quân lũ chạy hứa phang, lũ chạy chèo xe. Chúng ta hát đoạn 2. Đoạn 2 có 4 câu nhưng có một câu này nó như đoạn 1. Cho nên thực tế còn có 3 câu thôi. Nhanh như vậy các bạn. Ni hỉ theo chưa ta ủa chén chưa mà. Chúng ta qua câu thứ hai của đoạn 2. Phan sáng xưa xuôi lẻng trên xóa hoa. Phan sang, sang tức là núi, phan tức là trèo, trèo núi, leo núi. Xuôi tức là nước, thì xưa xuôi tức là lội nước. Thì ở đây chúng ta không nói là leo núi mà lội nước, mà chúng ta dịch là gọi là trèo đèo lội suối. Phan sang xưa xuôi lẻng trên xoang họa. Lẻng tức là hai số đếm này, cưa rồi lẻng này, lẻng hai này nó khác với lại cái số đếm số học tức là y ơ tức là hai, mà đây là lẻng, bởi vì là nó lẻng đây nó mang cái tính đôi đấy, chứ không phải tính đếm, tức là 1 đến 2 đến 3 đến 4, nhưng mà lẻng đây giống như là đôi vai đôi chân này thì là dùng từ lẻng.
lẻng chen tức là đôi vai, chen là vai. Hua 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 tức là hoa. Xoang này, xoang tức là giống như sương, sương đêm hoặc là sương sớm ấy, tức là nó như cái hoa, như những cái bông hoa trên lá đấy. Đấy. Thì ở đây người ta nói là lẻng chen xoang hoa, tức là nó nghĩa là đi lẻo đẻo lội suối rồi mồ hôi, rồi đến khi mà đêm xuống rồi sớm mai lên là coi như là rất là vất vả, thì coi như là cả hai vai là đẫm sương tuyết, sương xuồng hoa nó giống như là sương tuyết rồi. Chúng ta hát lại câu này: Vạn sáng xưa suối lẻng chuyển xóa hoa. Chúng ta hát lại hai câu đầu: Nì theo chưa tàn của chén chưa mà, phàn sáng xưa suối lẻng trên xoáng cái từ lẻng chen nói là nó là hai vai, nhưng mà khi chúng ta hát thì chúng ta tách nó ra, tức là cái chen xoang này là chúng ta lại hát với nhau. Lẻng trên xoáng chúng ta học tiếp. Phần duyên lấy tiền rờ chữ cha, phân duyên, phân tức là phong tức là gió, duyên ở đây có hai bản dịch, một cái bản dịch là duyên tức là vân là mây là gió mây, nhưng cũng có cái bản dịch là rủy, rủy là thủy là mưa, đấy, thì là gió mưa, nhưng mà ở đây chúng ta theo là phân duyên tức là gió mây. Lẩy ten, lây tức là lôi, ten tức là điện, lôi tức là thiên lôi, là đây gọi là sấm. Ten điện nó chạm vào nhau thì nó thành cái chớp, gọi là sấm chớp. Phân duyên lẩy ten có nghĩa là gió mưa sấm chớp. Rấn chưa trả, rấn rân, cho nên là đây là cái từ nó là liên hồi liên tục, cho nên Việt Nam hay có cái từ rần 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 liên tục. Chư trá, chư trá có nghĩa là một từ tượng thanh, là nó gây âm ầm liên tục, tức là mưa gió sấm chớp ầm ầm liên tục. Phần duyên lấy tiền rần chữ cha, chúng ta hát lại ba câu của đoạn hai: Nì theo chưa tàn của chén chưa mà, phàn sáng xưa suối lẻng trên xoáng hoa, phần duyên lấy tiền rờn chữ cha. Chúng ta học câu cuối cùng của đoạn hai, cũng là cuối cùng của bài hát: Y lưu hào cưa y sáng thèn gia, y sáng thèn gia. Y lưu tức là y là một, lưu là lộ, là một con đường, nhưng mà y lưu ở đây chúng ta là dịch là một chặng đường. Hào cưa, hào cưa, cưa tức là ca, là bài hát. Hảo là hào hùng, là hùng tráng, là một bài hát hào hùng suốt cả chặng đường. Sẻng thế ra, sẻng có nghĩa là hướng đến hoặc là vang, vang. Then tức là trời, ra là chân trời, hướng đến tận chân trời, vang đến tận chân trời. Tức là bài hát rất là hùng tráng, vang đến tận chân trời. Tức là thầy trò đừng đang đi vừa để khỏi mệt, vừa là lạc quan, yêu đời, cho nên vừa đi vừa hát rất là hoành tráng. Cho những bài hát đấy nó vang đến tận chân trời, tận chân trời. Cứ thế là đi về hướng Tây, đi về Thỉnh Kinh. Chúng ta hát lại câu này: Y lưu hào cưa y sáng thèn gia, y sáng thèn gia. Chúng ta hát lại bốn câu cuối cùng của đoạn hai: Nì theo chưa tàn của chen chưa mà,
Phần sáng xưa rồi liền chuyển soang hoa, phần duyên lấy tiền rơn chữ cha. Y lũ hào cưa, y sáng thèn già, y sáng thèn già. Thế là chúng ta đã học hết tất cả các câu rồi đấy. Thế bây giờ chúng ta ráp ráp vào thành y một một bài hát nhé. Nì theo chưa tan của chén chưa mà in lại rư chu sùng châu quan xìa. Thả pinh khàn khưa sơn tà tao tổ bái chén xiềng yêu dấu chủ pha yêu dấu chủ pha la 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 Y phan phan chuẩn chiếu tung xa, y trang trang xoan thiên cu la. Càn quân lũ trai hứa vang, lũ trai trèo hào xẹt. Nì theo chưa tan, ủa chén chưa mà phan sáng xưa rồi liền trên choang hoa, phần duyên lấy tiền rơn chữ cha. Y lũ hào cưa, y sáng thèn già, y sáng thèn già. La 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 y phan phan chuẩn chiếu tung xa, y trang trang xoan thèn cu la. Càn quân lũ trai hứa phang, lũ trai trèo xa. Càn quân lũ trai hứa phang, lũ trai treo xiềng. Cái bài hát đến đây là hết. Đấy, rất mong các bạn là tập và những cái mà tôi hướng dẫn ở trong bài thì cố gắng là bám theo và nhớ những cái hướng dẫn đó thì nó sẽ hát rất là nhanh, rất là chính xác. Và tất nhiên là chúng ta phải mở liên tục YouTube cái bài hát Xin hỏi đường ở nơi đâu của Tưởng Đại Vĩ, thì ông này hát rất là chuẩn. Thì các bạn là vừa vừa xem cái bài giảng này, vừa là mở ra nghe, cứ liên tục cả tuần, cả 10 ngày sau là các bạn có thể thể hiện với công chúng được rồi. Đấy, chúc các bạn thành công. Và nếu mà các bạn thấy cái video này vừa nó bổ ích đấy, thì các bạn sẽ hãy bấm đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như là chia sẻ cho tất cả mọi người khác. Rất xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào chào.